Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày đầu tuần vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Trong bản tin hôm nay, như thường lệ, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga trên thị trường thế giới. Tiếp theo là những thông tin về giá CPLVG tháng 3 năm 2024 tính tới sáng ngày 19 tháng 2. Và những thông tin về dự báo giá ga trong nước tháng 3 năm 2024. Phần cuối cùng là thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 19 tháng 2, giá ga thế giới giảm xuống mức thấp kỷ lục trong gần 3 năm qua. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 19 tháng 2, giá ga trên thị trường thế giới đã giảm đi 3,06%, xuống mức 1,55 USD trên 1 MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 3 năm 2024. Giá ở cả hai lưu vực châu Á và châu Âu đều giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua, chủ yếu do giá khí đốt ở châu Âu giảm trở lại do thời tiết cuối mùa đông ôn hòa tiếp tục. Tồn kho ở châu Âu vẫn ở mức tốt và hoạt động mua hàng ở Đông Bắc Á trầm lắng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, dự báo sẽ có tình hình thời tiết hỗn hợp trong những ngày tới, với một đợt lạnh dự kiến sẽ xảy ra ở Trung Quốc và thời tiết ôn hòa hơn ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thời tiết lạnh hơn có thể làm tăng nhu cầu điện cho mục đích sưởi ấm, dẫn đến việc sử dụng nhiên liệu siêu lạnh nhiều hơn. Trang Wolf Vilice dẫn lời nhà kinh tế Konstantinos Panitsas tại tổ chức nghiên cứu The Conference Board Europe cho biết, với mức dự trữ khí đốt đã đầy hơn 70% trên khắp châu Âu, nguồn cung cấp năng lượng của khu vực một lần nữa an toàn và ổn định. Ông Konstantinos Panitsas cho rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu trải qua sau cuộc chiến ở Ukraine đã kết thúc. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của châu Âu và nhập khẩu khiến khu vực này có nguy cơ bị gián đoạn địa chính trị trong tương lai, nhất là trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn vào các tàu chở dầu ở Biển Đỏ trong thời gian gần đây. Nhờ kết hợp các chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, ít phụ thuộc hơn vào nhiên liệu hóa thạch của Nga và giảm thiểu sự gián đoạn hơn nữa trong tương lai, cộng với nhu cầu suy giảm đã giúp châu Âu đã kiềm chế được giá khí đốt, ông Konstantinos Panitsas nhận định. Thưa các bạn, về tình hình giá CPLPG tháng 3 năm 2024, ghi nhận trên thị trường, tính tới sáng ngày 19 tháng 2 năm 2024, giá CPLPG tháng 3 năm 2024 hiện đang có mức giá là 625,5 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 2 là 9,5 USD trên tấn. Nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 3 năm 2024 sẽ điều chỉnh giảm, bình 12 kg giảm 2.800 đồng trên bình, bình 45 kg dự báo giảm 10.400 đồng trên bình, bình 50 kg giảm 11.600 đồng trên bình. Còn về tình hình giá gas trong nước hôm nay, do giá CP chính thức tháng 2 năm 2024 chốt ở mức 635 USD trên tấn, nên giá gas trong nước điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Theo đó, mỗi bình 6 kg tăng thêm 2.500 đồng trên bình, bình 12 kg tăng thêm 5.000 đồng trên bình, bình 45 kg tăng thêm 19.000 đồng trên bình, bình 50 kg tăng thêm 21.000 đồng trên bình. Cụ thể, giá bán lẻ gas bình Petrolimex tại Hà Nội tháng 2 năm 2024 đã bao gồm thuế là 458.100 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.832.200 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 5.340 đồng trên bình 12 kg và 21.160 đồng trên bình 48 kg, đã bao gồm thuế so với giá gas tháng 1. Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương, Gas Pacific Petro từ ngày 1 tháng 2, giá gas tại công ty này sẽ tăng thêm 417 đồng trên kg, đã bao gồm thuế VAT. Theo đó, bình 6 kg tăng thêm 2.500 đồng trên bình, bình 12 kg tăng thêm 5.000 đồng trên bình, bình 45 kg tăng thêm 19.000 đồng trên bình, bình 50 kg tăng thêm 21.000 đồng trên bình. Giá bình gas 6 kg đến tay người tiêu dùng không vượt quá 269.000 đồng trên bình, bình 12 kg là 479.000 đồng trên bình, bình 45 kg là 1.796.500 đồng trên bình. Tại hệ thống gas Ban Mai Xanh, từ ngày 1 tháng 2 giá gas được điều chỉnh tăng thêm 3.000 đồng trên bình 6 kg, 266.000 đồng trên bình, tăng 5.000 đồng trên bình 12 kg, 438.000 đồng trên bình, tăng 19.000 đồng trên bình 45 kg, 1.589.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.